thứ. Một A, người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi vua Kassia lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh, gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi: "Bà sao vậy?" "Tôi không thấy rõ." "Tôi sẽ chữa cho bà." "Xin thầy làm ơn chữa dùm." "Bà sẽ trả công cho tôi như thế nào?" "Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy." "Tốt lắm." Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu. "Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách đi gạt lão mới được." Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở. "Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết." Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm: "Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn." Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ và ánh sáng đôi mắt vụt tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Kakubala. "Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe." Kể chuyện xong, đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con kiện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, tuyên đọc bài kệ sau: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo." 2. Khóc đòi những chuyện trên trời. Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình." Do Phật dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện Mata Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một bà la môn tên là Adina Bubaka, có nghĩa là không cho, vì ông ta không hề cho ai được gì. Ông có một đứa con trai duy nhất, hết sức cưng quý. Ông muốn cho con một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hãy giao thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay đặt mỏng miếng vàng, gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mata Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lừng thừng không muốn đi, nên tìm cách thối thoát với bà vợ: "Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo, kho lẫm sẽ hao hụt, bà không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả." Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con. "Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ?" "Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào." Thế là ông đi đến từng thầy thuốc, tìm cách hỏi đon hỏi ren, cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông. "Này ông anh, nếu gặp một người bệnh như vậy, thường thì ông anh trị liệu ra sao?"
cho uống thuốc gì vậy? Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối. Tôi đang bận một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc. Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn, nhưng vẫn không quên tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quán sát với Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mata Kunali đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Đấng đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc, vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ dây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy mới biết là do tính tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc, vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha sẽ hóa hình thành Mata Kundali đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông Bà La Môn sẽ hỏi: Người là ai? Vị trời sẽ trả lời: Là Mata Kundali, con của cha. Còn tái sinh ở đâu? Ở tầng trời thứ 33. Ông Bà La Môn sẽ hỏi tiếp: Con làm công đức gì mà được? Nhờ tin Phật. Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn: Có ai do tin Phật mà được sanh thiên không vậy? Thế Tôn sẽ đáp: Chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được.